Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 đã được các hội, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức. Tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân là sự chia sẻ dành cho lực lượng nòng cốt trên mặt trận kinh tế. Các doanh nghiệp doanh nhân cũng sôi nổi với nhiều hoạt động kỷ niệm ngày của giới doanh nhân. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Thưa quý vị, trong tuần này, nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều hoạt động sôi nổi tôn vinh lực lượng chủ lực trong hoạt động kinh tế. Chính quyền, các cấp hội, hiệp hội và đoàn thể đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến giới doanh nhân. Qua đó, chính quyền và cộng đồng xã hội cũng mong muốn các doanh nhân sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tâm sáng tài cao, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như của tỉnh. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đoàn đến thăm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây không chỉ là hoạt động trong dịp 13 tháng 10 năm nay mà đã thành thông lệ của VCCI Bà Rịa Vũng Tàu nhân các dịp lễ. VCCI Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn chia sẻ những khó khăn của mỗi doanh nghiệp trong năm quan trọng giữa nhiệm kỳ kinh tế 2021-2025. Tại các doanh nghiệp ngành sản xuất thép như Tôn Tân Phước Khanh, Bosco Việt Nam, đoàn ghi nhận những khó khăn đến từ thị trường vẫn còn nguội lạnh cả trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất vẫn nỗ lực duy trì hoạt động nhằm đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động. CI với nhiệm vụ là hỗ trợ, kết nối, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, và với cái giai đoạn vừa qua thì chúng tôi cũng mong muốn được rằng là có cái sự gắn kết hơn, thấu hiểu hơn doanh nghiệp. Đó cũng chính là lý do mà tôi mong muốn là với những cái hoạt động là đến thăm doanh nghiệp, đến gặp gỡ doanh nghiệp, đến lắng nghe doanh nghiệp như thế thì thể hiện cái sự gắn kết giữa một cái tổ chức là đại diện cho cộng đồng quanh doanh nghiệp với các doanh nghiệp, cũng như là để hiểu hơn về doanh nghiệp, nắm bắt được những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp để chúng tôi có thể tổng hợp và đưa ra những cái ý kiến đóng góp cho chính sách của tỉnh cũng như ở địa phương. Còn câu lạc bộ doanh nhân nữ thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên các nữ hội viên nhân dịp này. Với cái mong muốn là tạo cái sự gắn kết giữa các doanh nhân nữ trong cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là trong hiệp hội SME tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và để tạo được cái sự động lực cũng như là cái gắn bó hơn giữa các doanh nhân nữ và huy động thêm lực lượng cũng như là các cái doanh nhân nữ sẽ cùng nhau hỗ trợ vượt qua mọi cái thử thách. Là phụ nữ, lại là người quản lý doanh nghiệp, các nữ doanh nhân giữ trọng trách nhân đôi. Vì vậy, các chị rất mong muốn nhận được sự chia sẻ động viên của các câu lạc bộ nữ doanh nhân để cùng hợp lực phát triển thương trường. Các chị đều rất vui được chia sẻ niềm vui của mình trong ngày quan trọng nhất này. Nữ chúng tôi thì xử lý những cái tình huống thì mềm mại hơn, đó thì cũng có những cái mạnh, cũng có cái yếu. Thì tuy nhiên nhưng mà tất cả những chị em phụ nữ chúng tôi để làm chủ doanh nghiệp thì cũng phải sắp xếp để làm sao vừa hoàn thành cái việc gia đình, làm sao cho nó trọn vẹn, cũng như là để giữ vững cái công kinh tế của cái kinh doanh của công ty mình, để làm sao để ổn định, cùng góp phần phát triển của cho thành phố. Vâng, thưa quý vị, còn rất nhiều các hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam do các hội, hiệp hội doanh nghiệp, đoàn thể tổ chức trong tuần này. Và trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã long trọng tổ chức họp mặt chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam với gần 300 doanh nghiệp tham dự. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tôn vinh nhiều doanh nghiệp doanh nhân có đóng góp xuất sắc cho địa phương. Thưa quý vị, mỗi một doanh nghiệp doanh nhân đều đồng lòng quyết tâm nỗ lực trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng tầm thương hiệu. Đó là lực đẩy để nền kinh tế phát triển hùng mạnh. Đó cũng là cách thức hội nhập của các doanh nghiệp doanh nhân Bà Rịa Vũng Tàu trong bất kỳ lĩnh vực nào, vị thế nào.
Chỉ trước ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay 3 ngày, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh vinh dự nhận quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Đây là vinh dự to lớn, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ và công nhân viên công ty trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển. Để có được kết quả này, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đạt những thành công vượt trội. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động kinh tế, thì sự góp sức của doanh nghiệp và người điều hành doanh nghiệp vào cộng đồng xã hội là một yếu tố đáng ghi nhận. Bản thân ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đã tham gia tích cực vào hoạt động chung của tỉnh. Hiện nay, ông giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Bằng những kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường và điều hành quản lý, ông đang là hạt nhân thu hút sự tham gia tích cực của các hội viên vào hoạt động của Hiệp hội, cùng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng tầm và phát triển. Hơn lúc nào hết thì chúng tôi nghĩ rằng phải có một sự đoàn kết, có một sự thống nhất. Đặc biệt ở trong đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành luôn hỗ trợ, luôn đồng hành để hỗ trợ cho chúng tôi phát triển. Thì trong một cái tập thể, nếu như ở Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta hiện nay có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thì mỗi doanh nghiệp thêm một sức mạnh thì hơn 20.000 doanh nghiệp này sẽ tạo nên một sức mạnh khổng lồ để góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh nhà. Và cũng hy vọng rằng những doanh nghiệp mà chưa phải là hội viên thì hãy cùng nhau tham gia vào hiệp hội, tham gia vào cái mái nhà chung của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa của tỉnh để được hưởng những chính sách, để được biết được, nắm bắt được những chính sách hỗ trợ từ chính quyền, từ các sở ngành và cùng với hiệp hội cùng nhau phát triển. Ngày 13 tháng 10, cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho giới công thương, người yêu cầu giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng. Khi mỗi doanh nghiệp, doanh nhân đều nỗ lực đóng góp vì nền kinh tế, vì cộng đồng xã hội, thì những kế hoạch chiến lược kinh tế quốc gia mới thành công. Với tôi, cái góc nhìn về các cái doanh nhân, đặc biệt trong cái hệ thống doanh nhân trẻ mà tôi đang quản lý và điều hành, thì tôi cảm thấy rằng anh em doanh nhân trẻ đã vượt qua được rất nhiều những khó khăn và đã vượt qua được những cái chặng đường ở cái năm 2022 và đặc biệt là những 9 tháng đầu năm 2023. Và đến thời điểm bây giờ thì doanh nhân chúng tôi cũng tương đối là đang vững và có thể sẽ mạnh hơn trong cái thời gian những năm tới. Mỗi một doanh nhân doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn cũng ấp ủ một niềm tin và quyết tâm khẳng định bản thân trên thương trường. Doanh nghiệp lớn có lối đi của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ cũng có những cách thức linh hoạt để thích nghi với thị trường. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bằng quy mô nguồn vốn khiêm tốn, nhưng bằng sự nỗ lực hết sức mình, họ đã vươn xa trên thương trường quốc tế. Tôi có 5 cái nhà yến ở đảo Long Sơn và Cần Giờ. Trước giờ chúng tôi chỉ rau xỉ và sau khi dịch bệnh hoành hành, tôi thấy cái nhu cầu sử dụng yến đến với từng gia đình rất là cần thiết. Nên là tôi đã thành lập công ty để đưa thị trường cái yến của tôi ra thị trường bán lẻ. Và tôi có, trước giờ thì tôi có xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Bây giờ đang tiến hành đưa sản phẩm của tôi sang Đức và sang Hàn Quốc. Tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, Công ty Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu, một thành viên của Hiệp hội, đã ký kết với Hiệp hội một biên bản hợp tác về chuyển đổi số, hướng đến tất cả các doanh nghiệp hội viên đều hiểu các công cụ số và sử dụng được các công cụ này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số đang là công cụ để các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế hiện đại. Với thế mạnh của mình, các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh cũng nỗ lực hội nhập và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực số của mình. Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý số, hỗ trợ tiểu thương ứng dụng các nền tảng số, hỗ trợ người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt. Tất cả đều nhằm nâng tầm một nền kinh tế từ truyền thống lên hiện đại. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân đang hàng ngày, hàng giờ đóng góp sức mình vào nền kinh tế bằng những việc làm cụ thể, ít nước, lợi nhà. Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân đều mong muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội và cộng đồng xã hội có quyền tin tưởng vào họ. Những người đã và đang tạo động lực cho xã hội tăng trưởng và phát triển. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần này.
Xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào.